Hoài Tâm xin cảm ơn công ty Hoàng Trâm Jewelry đã đồng hành cùng với chương trình. Em tưởng đâu là cái lầu 3 là nguyên một không gian phòng ngủ của anh đồ này nọ thôi, chứ có phòng làm việc của bé Hương nữa. Nó là cái chỗ mà để mình ngồi làm việc, Hương ngồi ký giấy tờ, xem tài liệu, rồi là thử những sản phẩm. Trên này thì còn đang để mấy cái ngôi sao xanh của Hương. Tại vì thực ra là cái nếu mà để nguyên cả tất cả những cái giải của Hương ấy thì nguyên cái bức tường này chưa đủ, cho nên là vẫn để ở nhà bên kia. Nguyên cả một bức tường bao gồm những cái bằng khen, những cái thành tích, những cái... Không, anh phải đứng đó chứ. Anh đang nói chuyện với CEO mà. Anh đứng đó, anh nói chuyện kìa. Dạ. Đó thì... Dạ, tôi cầm cái viết sẵn rồi, để tôi giả cho tôi. Nói đi anh. Dạ, sao anh? Thì nguyên cả một bức tường nhà bên đó là bao gồm tất cả những cái bằng khen này, những cái giải thưởng này, giải thưởng của Việt Hương từ những cái năm mà Hương còn nhỏ, tức là đạt giải hình như đâu mười mấy tuổi. Em là một trong những fan cuồng của bé Hương, và thì em theo dõi bé Hương thì em nghĩ là năm sau là bé Hương được gần như là 30 năm trên sân khấu đó. Đúng rồi. 94 đến 2024. Đúng rồi. Thì bởi vậy cho nên là cái nguyên cái bức tường ở bên đó nó rộng hơn gần gấp đôi bức tường bức này. Là chỉ để là chỉ giải có những là... cái giải thưởng và bằng khen, rồi nói chung là những cái thành tích của Việt Hương. Quá lắm rồi, sẽ thiệt luôn. Còn Tâm sẽ thấy trong này có những cái đèn đặc biệt, chẳng hạn như đây là cái đèn này là đèn bông lúa này. À, tại sao? Tại vì Hương thích lượm lúa. Bông lúa là cái mà mình ăn hàng ngày đúng không? Yeah. Mình ăn cơm là từ gạo, từ lúa mà ra. Thì cho nên là Hương rất là thích cái đèn mà làm thành hình bông lúa. Nhà bên Mỹ cũng có một cái bông lúa luôn. Dạ. Và bước vô cửa là thấy liền một chậu bự vậy nè. Anh Phương nói là bé Hương thích lượm lúa mà. Anh biết không, giới trẻ người ta kêu lúa là tiền đó. Dạ. Có nghĩa là lãnh lương nói ok lúa về rồi hay là gì đó, là coi như chị Hương thích lượm tiền. Thì bên này là bó lúa xanh này. Xong là đến khi mà nó chín lên thì sang bên này đó, thế là chín nặng chịu hạt xuống. Tức là một cả quá trình là mình làm từ khi lúa nó còn xanh, xong cho đến khi mà mình bỏ bao nhiêu cái công sức vào để mà ra được cái bông lúa nó chín vàng như thế này, thì đó là một cái quá trình. Thực ra mình nói là lượm lúa thôi, nhưng mà thực ra là mình là người trồng lúa. Mình là nông dân thôi. Mình là nông dân. Làm nông. Em cũng rất muốn và đổi nghề đi làm nông giống như với anh chị. Và anh chị cho em và đi theo làm thế được không? Ngay trên bàn làm việc của Hương, thực ra tại vì bàn làm việc cũng mới, chưa làm gì nhiều, cho nên nhưng mà Hương không thích trưng đồ nhiều. Ở đây chỉ có một cái bức tượng của Quan Công thôi. Bởi vì Hương cực kỳ thích ông Quan Công. Hương thấy là ông ấy có một cái dáng oai phong lẫm liệt, và Hương cảm thấy là khi rất là hợp với Quan Công, nên cho nên là cái bức tượng Quan Công này có cũng lâu lắm rồi. Những khu vực làm việc của Hương lúc nào cũng có cái bức tượng của ông Quan Công. Và em với Hương đều đồng quan điểm và đều rất là thích ngài Quan Công, là tại vì tụi em biết ngài là một trong những người gọi như là đại diện cho chính nghĩa. Em chỉ biết thế, và cho nên chắc phải là em với Hương hạng với nhau vì thế. Wow. Hiện tại vẫn còn rất bề bộn cho nên chưa không mình sneak in vô chút xíu được. Wow. Chưa có máy móc, chưa có đồ gì hết, đồ còn đang để khắp nơi đây. Cái phòng thu này thì Phương chủ yếu là thu cho mình và làm hòa âm luôn. Cho nên là mình có một cái bàn console để máy móc và mình thu mix nhạc, mình hòa âm ở trong này. Em thấy phòng thu này, ý anh nói là em biết là anh chỉ làm cho anh thôi, nhưng mà anh biết có một số ca sĩ và rất là thân với anh sẽ tới đây thôi. Thì cái đó cũng được, cái đó thì Phương cũng có thể làm được. Tại vì trong phòng này thì thực ra cái âm thanh ở đây, có lẽ từ nãy mình đứng ngoài kia mà đến khi mình vào đây là chắc âm thanh mọi người có thể nghe được cái sự khác biệt. Dạ, em nghe được cái giọng em, bắt đầu em thấy nó trầm hơn và kiểu như là nó đờn ông hơn. Tại vì là ở đây nó không có cái độ vang ấy. Mình hạn chế cái độ vang của nó. Dạ, nói chung là sau khi em đĩa sơ qua cái phòng này thì em chỉ muốn nhắn nhủ anh Tuấn Ngọc ơi, anh chuẩn bị qua đây thâu nhé. Đây là phòng ngủ. À, đây là phòng hạnh phúc của gia chủ. Em nói thiệt, nãy giờ em chỉ muốn lên đây em coi anh đi coi cái phòng sao ở trong cái đây phòng đó. Phòng thì mình cũng làm giản dị đơn giản thôi. À, đơn giản thôi hả? Em biết mà, tánh của Hương rất là thích đơn giản. Nhưng mà nãy giờ thấy đi nguyên giọng nó không có đơn giản lắm nha. Bước vô là thấy hạnh phúc liền.
Dạ, hình những hình ảnh tuyệt vời của gia đình. Cái đấy cũng là quà tặng của khán giả. Rất là nhiều thứ trong này là cái các quà tặng của khán giả. Hồi nãy ở dưới là phòng con đi ra là khán giả dùng để mấy cái hộp vô đúng không? Đúng rồi. Cái này cũng là quà tặng. Cái này là quà tặng của khán giả làm họ các bạn ấy làm luôn cái hình cho mình. Việt Hương rất là trân trọng những cái món quà của khán giả, cho nên là nhiều khi khán giả tặng tới bảo không biết là mình có sử dụng hay không, thì có, mình sẽ cố gắng để mình làm sao mình đặt ở đâu đó trong nhà. Dạ khán giả ơi, hãy vẫn tiếp tục nhớ gửi quà đến cho chị Việt Hương. Ý, trời, cái này đẹp quá thầy anh. Bên này ấy, thì thực ra là Tâm đang nhìn đây là một bức tranh đá, bởi vì nó là một cái phiến đá tự nhiên, nhưng mà nó có cái màu sắc nó đặt lên rất là đẹp, cho nên là Phương, thực ra là không phải là Phương chọn mà là Hương chọn, bởi vì Phương đưa ra rất là nhiều sự lựa chọn, thì bà xã bà không ưng cái nào trên hình ảnh hết, bà bảo đưa em đến tận nơi, thế bà đi xem tận nơi thì cuối cùng là bà tìm ra được cái này. Sự lựa chọn đúng nhất. Tại vì ở một cái bức tường trống như vậy, anh biết không, nhiều người là trưng là cảnh trí một cái bức tường, một cái bức tranh lớn giống như vậy, đối với em nó sẽ rất bình thường. Nếu anh để là cái hoa cảnh trí gì thiên nhiên nhẹ nhàng, sai hết. Để cái đá này vô quá tuyệt vời. Tường đá thì có lẽ mình không phải là người đầu tiên dùng tường đá. Nhưng mà rất là nhiều người dùng tường đá onyx, nhưng mà họ làm theo cái dạng là họ gọi là đá đối xứng. Dạ, để em biết. Rồi là đá xuyên sáng rồi này kia thì rất là nhiều. Cho nên là mình bảo là người ta đã làm như vậy thì mình cũng không muốn làm vậy. Để mình làm để một bức tường này thôi. Nhưng mà đặc biệt là Phương rất là thích cái màu sắc của bức tường này ra. Nó ra tạo ra được những cái vân ở trong này này. Tại vì cái vân này là giờ nãy anh nói là đá natural. Rock. Natural đấy. Yeah, em biết. Quan trọng không phải là cái em nói là ồ là tại sao mà anh để một cái bức tường đá giống như vậy, mà là đá natural. Mà cái vân này là thực ra là mỗi người vào sẽ có một cái sự tưởng tượng khác nhau. Có người hình dung là buổi chiều mùa thu nó ánh nắng vàng, có người thì lại nghĩ rằng là đây là một núi non trùng điệp, hay là có người lại nhìn ra là sóng gió. Tức là mỗi người sẽ có một cái sự tưởng tượng riêng. Cho nên là Phương nghĩ thay vì là mình đặt vào một cái bức tranh người ta thường vẽ theo cái dạng trừu tượng á, yeah, thì đây nó là bức tranh tự nhiên, ai muốn nghĩ nó là cái gì thì nó sẽ là cái đó. Đó là cái ý tưởng đá, của hai vợ chồng. Đá tự nhiên, đá thiên nhiên mà một bức bự thù lù giống vậy. Ủa nhưng mà nếu vậy rồi làm sao anh để nó lên đây? Tất cả những cái này là phải cẩu lên, máy cẩu đưa lên từ ngoài này, cẩu đưa vào trong này. Từ cái cửa đó cẩu vô đây. Trong này cũng nhiều thứ là phải cẩu vào hết, hầu như là cái ê, giường này. Nhưng mà nếu mà như vậy là cái bức tường này là phải anh phải em đã bự hơn cái cửa mà, vậy là anh phải để lên, anh phải để vô trước rồi anh mới làm xung quanh à. Cái bức tường này thì cái phiến đá này nó cao, mình đừng đi ngang. Dạ mình đi nghiêng ra. Ok. Tại vì thấy nó bự quá rồi. Đi nghiêng ra. Đi tiếp sang bên này thì chắc là Tâm có thể nhìn thấy cái cọng lông vũ lúc nãy là thấy dưới kia rồi đúng không? Bây giờ đưa lên đây là hai bên mình làm hai cái cọng lông vũ, là đây là hai vợ chồng. Trời ơi, anh không cần giải thích nữa. Tại em thấy vô đây phóng đây có hai cái lông vũ đây, bắn ở đây. Cọng lông vũ này là cũng là đan bằng pha lê luôn. Đó thì nó là cái gần như là cái chủ đề xuyên suốt. Là hồi nãy là coi như ở dưới lầu là ba cái rồi, vô phòng con có một cái đây anh để hai cái nữa, là hai vợ chồng là chia ra làm ba đó đúng không? Và yêu cầu Thái làm một cái gì đó treo trong phòng của tôi. Dạ, yeah, okay. Một cái lá cây nhỏ cũng được. Tâm có thể thấy là đây bức tường này, bức vách này thì thực ra là mình ốp da. Sở dĩ Phương và Hương ốp da này là có một lần Việt Hương đến một cái trường quay, thực ra không phải là trường quay, tức là mình mướn một cái nhà của người kia. Có một cái căn phòng mướn rất là mắc tiền, chục triệu một buổi quay ấy. Thì Hương mới dựa vào cái bức tường thì cái bạn chủ căn nhà đó thì có cái bạn đi theo thì là nói là ây cái này là có chị Hương đứng để dựa tay này thì được thôi chứ còn người khác là không được dựa vào. Hương sợ quá bảo ủa sao vậy? Bảo là tại vì bức tường này nó là bằng da, rất là mắc tiền và rất là kỳ công và sợ là những cái người khác thì làm là nó hư cái bức tường. Thì Hương bảo ủa trời, thì như lúc đấy nhìn vào mới thấy là đúng là thấy là nó đẹp thật. Thế thì Hương về bảo là nhất định là nhà mình làm tới thì mình sẽ muốn có một cái bức tường bằng da. Cảm thấy nó rất là ấm cúng. Anh ơi, dạ bức tường này em có rờ được không anh? Được, thoải mái. Rờ chứ. Dạ, cái nhà kia chị Hương rờ, còn nhà này dạ chỉ có hoài tâm mới được rờ thôi. Ướp cái mặt xác vô luôn. Nó mịn, trời ơi. Giống như là cha. Trời ơi, nó mịn thiệt luôn á anh ơi. Đã quá. Đó thì đó là cái mà tại sao mình nói đến cái bức tường da. Thế còn tiếp theo thì đây, một cái bộ sưu tập đèn. Cái này là ý tưởng của Phương. Bởi vì thế nào, xung quanh đây mình có thể thấy là
có những cây kèn. Đây là những cây kèn mà Phương chơi, mà Phương là nghề kèn cho nên là Phương bảo là làm một cái đèn có hình cái kèn. Thì hai cây đèn này là Phương làm ở bên Mỹ, xong người ta gửi về đấy. Nhưng mà họ chỉ làm cái phần dưới này thôi, còn phần trên này đặc biệt ấy, là làm tại đây, cũng là do Thái concept làm cái phần trao đèn này cho Phương. Trên đây tôi có thể thấy là những cái bản nhạc của chính Phương viết cho Việt Hương. Đây là Tình Yêu Vô Giá, nhạc của Lê Hoài Phương. Happy anniversary 2006 tới ngày 2021. Vấn đề là anh nghĩ ra được là đèn là như vậy nó mới khủng khiếp. Cái trao đèn nó không phải là mắc tiền. Dạ đúng rồi. Nhưng mà để làm nó rất là kỳ công. Bởi vì thực ra Phương lại cũng không có in được ở bên Việt Nam luôn. Là Phương phải gửi sang bên nước ngoài để họ in, in ra những cái này, cái màu sắc rồi là cái bản nhạc này của mình luôn. Bên góc bên kia mình thấy có một cây kèn nữa. Đó, đây là cây kèn trombone. Cây kèn này thì mình không có chơi. Cây kèn này là cây kèn đồng, mà Phương thì không chơi hệ kèn đồng, Phương chỉ chơi kèn gỗ thôi. Nhưng mà để làm một cái đèn nó đứng như thế này thì cần một cái cây kèn nó cao, thì Phương thấy là cái cây kèn trombone này nó có cái dáng rất là đẹp. Nó dáng nó cao lên thì để nó làm cây đèn như thế này. Trong phòng ngủ mà có nhiều kèn như vậy chị Hương cũng hơi mệt nha. Tâm ra đây này, cây kèn này bây giờ mình bấm kiếm kèn để bật đèn và tắt. Đó, cái nào? Đó. Cái này à? Ừ. Oh, trời ơi, bấm bất cứ phím nào. Oh my god, mỗi một cái phím đàn là coi như là nó tắt off and on. My god, em nhìn vô đây là em có thể biết ngay là màu sắc này, tại vì bé Hương rất là thích ở trong phòng ngủ có màu tím. Em biết ngay. Dạ. Anh Phương còn nhớ là cái phòng, cái nhà đầu tiên của anh Phương không? Dạ đúng rồi, em sơn đúng quý vị, mà thật sự bây giờ không còn cái nhà đầu tiên mà của anh Phương với bé Hương đó là một tay em. Dạ cầm sơn em quét em sơn. Đúng rồi. Dạ. Mà sơn màu tím, mà sơn căn phòng màu tím luôn, cho nên là Hương thích trong một ngủ phải có màu tím, tại vì Hương cảm thấy là nó sẽ làm cho mình dễ ngủ, nhẹ nhàng hơn đó. Cho nên em biết em cái biết này là ai là người thân thiết nhất đối với Hoài Phương và Việt Hương. Em có 10% đó nha. À, cái này là cái chỗ mà đây là cái căn phòng lúc nãy này. Oh. Tức là cái phần văn phòng ha. Mình vào đây rồi mình làm việc sau này. Khi làm việc xong thì mình chạy sang bên này. Ê. Là mình đóng cửa lại. Hồi nãy ở bên kia em không thấy, nhưng bây giờ em đứng ở đây thì em thấy nha. À. Ủa anh trong phòng làm việc mà sao mình để có cái loa nữa vậy anh, chi vậy anh? Đâu cái loa đâu? Đó. À, cái két sắt nhỏ để Hương đựng tài liệu ấy mà. Cái gì? Hả? Cái két sắt có chút xíu vậy thôi hả? Chị Hương mà để cái két sắt có chút xíu vậy. Tại vì có mấy cái két sắt lớn về để bên kia. Cái này chỉ để đựng tài một liệu hơi, làm việc thôi. Có em ngồi bên đó không? Có. Ok, bây giờ mình qua đây ha. Yeah. Thì trong phòng thì tất nhiên là mình sẽ có những cái không gian để mà mình thư giãn thoải mái. Yeah. Thì có một cái ghế massage ở đây. Và để mình đi ra ngoài này, khi mình sáng mình nằm ở trên giường đây. Yeah. Mình muốn mở cái rèm ra là mình nhìn thấy một cái tầm nhìn nó rất là rộng. Yeah. Cho nên là Phương làm cái giường đặt ở đây. Yeah. Rồi làm cái phần cửa kính, luôn cái phần cửa kính này để mình nhìn ra ở kia là nhìn thấy sông Sài Gòn, đồng thời cây xanh đây đó. Đó là một cái mà đúng là cái này thì nó rất là giá trị. Dạ anh chị biết hưởng thụ quá. Anh chị làm một cái gì trong nhà nó đều có ý nghĩa hết, rất là sâu sắc luôn. Oh my god, rất nhẹ nhàng nha, rất tuyệt vời. Thì ở đây mình nhìn ra sông nó rất là rộng và bao quát, mà không khí ở đây thì rất là thoáng đãng, yên tĩnh. Dạ. Cái cây này người ta gọi là cây hạnh phúc. Cái lá nó rất là bóng và tự nhiên, cái lá này không biết làm sao mà khi mà nó mọc lên nó rất là xanh và nó bóng như thế. À? Ừ, nó bóng đẹp như thế. Dạ, lá hơi bị bóng. Dạ. Rất là shiny. Ngoài cái bộ bàn ghế mình đặt ở đây để mình buổi tối mình ngồi có thể uống trà hay là ngắm ngắm sao, thì Hương rất là thích có một cái võng. Cho nên là đây có một cái võng cho nàng nằm đây. Nàng nằm đây và mình ngồi bên này mình đu đưa. Trời ơi. Mình ngồi mình đưa võng cho nàng. Ngày xưa là nữ hoàng Cleopatra người ta nằm sóng xoài trên ghế sofa. Dạ rồi vua ngồi quạt. Còn bây giờ dạ bé Hương nằm trên võng rồi chàng đưa rồi anh có ru không? Dạ anh Phương hát hay mà. Trời ơi nhạc sĩ ca sĩ anh Phương hát hay mà. Dạ nên ru rồi để cho nàng dạ nằm trấn tĩnh suy nghĩ kịch bản. Mặt internet. Bàn số 3 bếp lên chưa? Không, cái đó của bàn số 2. Không, bàn số 1 đúng rồi. Bất đồng ngôn ngữ. Làm chủ như làm công.
Cút cút không lo mất internet, đa ngôn ngữ. Cuối cùng thì con cũng hiểu nó với cái gì rồi. Trong bếp mà dơ quá. Cút cút tự động tính lương cho nhân viên, quản lý tiệm từ xa. Cuối cùng tôi cũng được đi vacation. Mac USA, giải pháp hàng đầu cho người Việt Nam. Thì ở đây mình cũng có cái lưới để nó chống muỗi. Quá lắm luôn rồi, trời ơi. Ngày hè là hai vợ chồng ngồi đây. Hai vợ chồng ngồi đây xong là ngồi nói chuyện là... Nếu mà chẳng hạn mình không muốn ra ngoài kia. Là cái này anh đặt tự bản anh gửi về luôn. Đặt, nó là công ty ở Việt Nam. Nhưng mà người ta làm sản xuất này ở bên nước ngoài. Đúng rồi, tại vì còn phải có cái miếng này. Tại vì nhất là anh ở gần sông nữa. Em tưởng đâu là chỉ đóng cái rèm lại thôi chứ. Mình đóng rèm lại thì lại không có gió. Tức là mình ở đây mình đóng lại để cho mình vẫn nhìn thấy cái khung cảnh và mình vẫn được hưởng cái gió của ngoài trời. Hưởng được cái gió sông, dạ. Ở sát bờ sông đó là mình phải hưởng được cái gió sông và mình chống mũi được luôn, dạ, chống bớt luôn, dạ. Bước qua một không gian mới để thay đổi không khí, chà. Bước vô, em vừa thấy cái ghế là em đã thấy thay đổi không khí rồi. Lại màu tím nữa này ha. Lại màu tím nữa. Và đây cũng có đèn tím nữa này. Thực ra đèn này mình đổi màu nào cũng được thôi. Nhưng mà mình chọn cái màu tím để cho nó thích hợp với cả không gian cùng với cả cái ghế tím này thôi. Lúc mà người ta làm ra là gọi cả phòng thư giãn rồi, người ta để chai rượu này, rượu kia, rượu sâm banh, rượu vang, rượu kia. Nhưng mà hai vợ chồng không phải là người uống rượu, cho nên mình không có trưng rượu gì, cho nên bây giờ chưa biết trưng cái gì ở đây. Nhưng mà thôi, ít nhất có 3 con cá. Cá này là quà tặng của bạn thân tặng, cho nên là mình cũng để đây luôn để ấy. Như nãy Phương có nói là muốn làm cho làm sao cho tiện lợi. Chẳng hạn như buổi tối bây giờ mình không chạy xuống dưới lầu để lấy ly nước hay là lấy một cái bánh ăn ha, thì mình có bánh sẵn sàng ở đây rồi, hay là mình mở tủ lạnh ra mình lấy nước mình uống. Đó, có đá, có kem, có cà phê, có tất cả mọi thứ luôn rồi. Fit in vô luôn nè, quý vị thấy chưa? Đúng không? Là cái tủ lạnh này là coi như là đã được đong đo đếm rõ ràng dài cao bao nhiêu, fit vô trong chính xác, cái tủ luôn. Chính xác, tại vì tất cả mọi thứ từng phân một, chẳng hạn Phương làm cái này là cao bao nhiêu cũng không phải là theo cái tiêu chuẩn của mọi người. Ở Việt Nam người ta làm mấy cái bàn này thì làm rất là thấp. Bên Mỹ thì làm quá cao. Mà làm sao mình phải làm vừa để mà mình thấy thoải mái. Và đồng thời là cô ấy cũng với tới. Em mắc cười quá, quái giới cũng tới. Đó là lý do tại sao trong nhà quý vị thấy cái gì nó cũng custom made. Là tại vì cô ta giới không tới. Dạ, cho nên là... Chết rồi, thế này mà bá xem là lại chết mình rồi. Mình bị hay là mình bị bệnh dìm hàng vợ. Cho nên là kể cả khi mình muốn mua một cái tivi hay là một cái tủ lạnh đặt vào đây ấy, thì trước khi mình làm tủ là mình phải nói cho họ biết là kích thước tủ lạnh là bao nhiêu, nó chiều ngang, chiều cao, chiều rộng, chiều dài gì là các thứ, là mình cho họ tất cả các thông số đó để họ làm được như đó. Có chỗ để mình uống nước rồi là mình rửa tay. Nếu cả nhà chúng ta đã từng coi ra bộ phim Đẹp Từng cm, dạ, thì đây người đàn ông, dạ, tỉ mỉ chi li từng cm. Chính xác, tại vì thực ra là thợ làm cho Phương rất là mệt, là bởi vì Phương rất là kỹ. Phương rất là kỹ tính. Không, mà đâu có kỹ lắm đâu. Có những cái ở trong nhà này làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm hai. Chẳng hạn như cái bức tường da nãy mà làm da, da đại điểu à. Thực ra nó là từ đầu là tính là da cá sấu, bỏ da cá sấu làm da thường. Đến khi làm da thường không đồng ý, bỏ đi làm da cá đuối. Mua da cá đuối về luôn rồi, bỏ ra rất là nhiều tiền. Mua da cá đuối về, làm lên không thích, bỏ, làm lại da đại điểu. Nói chung mà không gian thư giãn này đặc biệt trong này có một bức tranh này, nếu như mà ai là biết về nhạc jazz thì có lẽ là đã đoán được đây là ai. Đây là ông Miles Davis, là một ông nghệ sĩ nhạc jazz, có lẽ là một trong những nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng nhất thế giới, chơi trumpet, ông người da đen. Mà đây là cái nhìn cái dáng đứng của ông này rất là bá đạo, cho nên là Hương đã chọn bức tranh này chứ không phải là Phương. Tại vì Hương bảo là ố chắc căn phòng giải trí thì làm sao mà mình không tìm một cái gì đó giải trí một chút. Mà ông này ông đứng, ông thổi trumpet là ông phải ngửa ra như thế, ông chơi như thế nó mới đã. Vẽ theo một cái bản gốc của nước ngoài. Nhưng mà cái này là đã được vẽ lại và đã được sự đồng ý của tác giả. Ông là hình như là người Nam Mỹ, người Nam Argentina hay là Chile thì tôi không nhớ nữa. Em không có thổi kèn nên em không biết. Thì đó là cái phóng khoáng ở trong cái phòng thư giãn của mình.
và màu sắc rất là đặc tự, sặc sỡ. Ngay đây thì mình cũng làm cái loạt kính đúc luôn. Chẳng hạn như là giống như ở dưới kia thì là kính đúc màu xám. Người ta thường gọi là màu xám khói. Thì đây thì mình làm cái này tại vì là mình có màu bên trong. Nhưng nhiều khi mình muốn có gì đó đặc biệt. Ở dưới kia là cái cửa nó tự động, ở đây anh không làm cửa tự động. Cửa tự động mà mình đi ra đi vào nó cứ kêu, nó đóng ra đóng vào thì mình không thích. Mới cả thực ra là trong khuôn viên này thì nó cũng quá gần mà mình đi ngay bên cạnh, cho nên là mình muốn làm để mình kéo tay cơ chứ không muốn làm tự động. Ok Google, movie time. Oh my god. Rồi, xin mời lên giường coi TV. À là cái này à, như nãy giờ em vô đây em thấy bị thiếu. À. Oh my god, surround sound luôn. Wow. Xuất sắc. Quá đã. Đây là cái nơi mà để mình tối mình xem TV mình chút, để mà Hương có một cái khoảng gọi là cái thời gian để mình gọi là mình relax. Rồi là mình tìm những ý tưởng trong những cái bộ phim mình xem, hay là mình chỉ là để mình thoát khỏi một cái ngày làm việc một cách nhẹ nhàng, thư giãn trước khi mình đi ngủ. Em nói thiệt luôn, giờ em thiệt đó, em muốn nằm xuống đi. Em đánh một giấc em coi một cái phim action cho nó đã luôn á, tại vì oh my god. Thì mình xem xong thì mình lật nó lên. À. Anh Phương ảnh high tech dễ sợ luôn á ta ơi. Không mà phải cảm ơn khoa học kỹ thuật quá tân tiến. Thật sự ra cái này đối với em nó không có mới đâu. Tại vì em ở khách sạn ở trên Las Vegas rất là nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà để ở trong nhà thì nó rất mới. Dạ. Ở khách sạn thì em đã enjoy cái loại này. Em đã từng ở khách sạn mà từ ở trên TV thả xuống hoặc là từ ở dưới đất TV. Dạ. Đưa từ ở dưới, cầm giường nó đưa lên, nó bắn lên về cho em coi rồi. Nhưng mà đó là ở khách sạn 5 star, 7 star. Còn đây là cái resort. Dạ. Cho nên dạ nó không phải được như vậy. Oh my god. Hai vợ chồng ngủ thì hay uống nước buổi đêm. Dạ. Đấy, những cái này đơn giản thôi nhưng mà Phương cũng rất là tỉ mỉ muốn làm để là bà đặt được cái chai nước này lên. Thì khi nào mà không uống nước mình bỏ ra. Thì bây giờ mời Tâm bước vào cái căn phòng này. Ok, đây. My god. Đây là cái khuôn viên phòng tắm. Cái này thì mình muốn là một cái không gian mở. Đây là đúng là cái không gian mở. Ở đây thì mới là không gian mở. À. Thì bên cạnh này là mỗi người có một cái sink riêng, một cái bồn rửa mặt riêng. Để mình không có ảnh hưởng, không ai phải đợi ai cả. Hương này thì mình cũng phải làm cái đèn sáng lên, là bởi vì cũng là cái chỗ mà Hương có thể ngồi chăm sóc da. Và đặc biệt là tại vì nhiều khi làm cái nghề mỹ phẩm ấy, những cái sản phẩm của mình phải thử trực tiếp trên da mình và mình nhìn xem cái sản phẩm nó có work hay không. Cho nên là cần phải có cái đèn sáng. Chắc là vào đây là đầu tiên là có lẽ là nhìn thấy cái chiếc ghế này rồi. Dạ, bướm bà. Dạ vâng, đây là chiếc ghế đặc biệt là ý của Việt Hương. Việt Hương bảo là tôi muốn là có một chiếc ghế thật là đặc biệt. Buổi sáng mình thư giãn vào đây ngồi với một chiếc ghế thật là lớn, nhưng mà có một cái gì cực kỳ unique, tức là nó đặc biệt. Thì là mới tìm mãi thì mới ra được một cái mẫu là một con bướm. Mà lại là cái màu này cũng là cái màu... Màu của Hương thích. Cũng là màu chủ đạo. Căn nhà thì màu xám, màu trắng, màu đen, màu nâu. Nhưng mà những cái điểm chủ đạo là có chiếc sofa màu đỏ, chiếc giường màu đỏ, bức tường là cũng có màu cam màu đỏ và chiếc ghế này cũng màu đỏ. Thì cái đó là những cái mà muốn điểm vào để làm cho nó có một cái gì nó đặc biệt hơn. Mà đó là theo cái màu sắc mà gọi là cái mạng mà Hương rất là hợp. Cái này nó là cái gu nữa, thiệt sự luôn. Mà cái ghế này là mình làm nhá, custom made luôn, chứ không phải là mình mua sẵn. Rồi khi mà họ làm ấy là họ phải làm cho Phương một cái ghế mẫu bằng xốp. Ngồi lên chiều cao như thế nào, to lớn nào, đặt đúng vào chỗ này luôn. Xong là khi mà thấy đồng ý với cả kích thước rồi, bắt đầu họ về họ mới làm. Cho nên là cái này họ làm rất là tỉ mỉ. Là bên này phòng tắm và phòng xông hơi. Có phòng xông hơi trong đây luôn. Cái là Phương thì Phương muốn làm sao để cho tiện ấy, cho nên là chẳng hạn như cái phần đèn đóm là Phương làm hoàn toàn là tự động hóa. Tức là khi mà mình buổi đêm chẳng hạn mình có bước ra
là mình đi đến đâu đèn nó sáng lên đó. Em hiểu rồi. Cứ như nhiều khi á, mình để công tắc á thì mình cứ phải giật mình vậy, mình phải đi tìm hoặc là đôi lúc mình chưa có tỉnh hết, có thể mình vấp vẻ té gì, cho nên là nó anh control nó bằng cái tiếng động nghe, cái tiếng bước mình tới là coi như đèn nó turn on lên. Là motion sensor. Motion sensor, yeah. Thì là mình đi đến đâu nó bật đèn đến đó. Này là gì đen? À, cái này á là một cái bức khảm sơn mài. Trời ơi, má ơi. Cái tai em nó sờ xuống, trời ơi, nó phiêu đã, dễ sợ luôn anh ơi. Cái này nó là nghệ thuật sơn mài đấy Tâm. Là sao anh? Là mình sơn rồi mình mài hả? Đúng rồi, họ sơn. Họ đúng sơn không? Nên họ mài đi, họ sơn họ mài đi rất là nhiều lớp để cho nó lên thành một cái lớp như thế này. Trời bóng mà nó đẹp như thế này. Nhưng mà tranh sơn mài mà nó mình giống như vậy thì trời ơi, chắc phải làm quá công phu. Nhưng mà đây nó là nhiều loại chai khác nhau. Nó rất là chi tiết. Trời đấy, ơi. Tâm thì nhìn thấy những cái nó, mắt nó con như cá là này. 3D luôn nha. Đấy, trời cái ơi. Mắt những cái vây cá này. Bên này họ làm cho mình là rất là chi tiết quá luôn. Quá dữ luôn. Ừ. Trời ơi. Đó, con sứa này. Cái này là con loại ốc khác này, cái này là loại ốc khác này. Dạ, loại trời ốc khác này. Từng cái vân luôn nha, mà nó nổi lên như 3D luôn đây nè. You feel it, oh my god. Nè, nó nổi lên 3D luôn. Ngay cả cái con sao này thôi là cũng họ cũng là làm như thế này. Quá, oh my god. Người Việt Nam mình rất là giỏi, rất là tỉ mỉ và kỳ công. Mình mới bảo là tại sao nhiều người làm những trang trí một cái gì đấy, ồ mua ở Ý hay là mua ở Pháp hay là Thổ Nhĩ Kỳ hay gì, mà trong khi Việt Nam mình có những người giỏi làm những cái gì đẹp như thế này mà mình không dùng. Anh biết tại sao? Tại vì Việt Nam mình lại thích mấy cái gì mà bên châu Âu, nhưng mà đó là lý do tại sao người châu Âu, người nước ngoài họ lại kiếm về Việt Nam mình, tại vì họ sẽ không có được cái này. Bởi vậy cho nên là khi Phương đến cái chỗ mà người ta làm này hỏi cái này là cái gì, bảo họ bảo là cái này toàn làm hàng xuất khẩu sang Qatar này, rồi Dubai này, rồi là châu Âu này, dạ, Mỹ mình là nơi ở đây, trong khi mình ở đây thì mình không dùng đến, không dùng đến. Cho nên là có là Phương là một trong những người mà duy nhất là có cái hình con cá này tại Việt Nam. Nhưng mà hình con cá này thì nó chỉ làm hình con cá không thì là bình thường, tại vì họ cũng làm những cái hình con cá này xong là gold leaf thôi. Nhưng mà Phương thì muốn là làm đặc biệt, cho nên là mình có design. Cái này cũng là cái bức design đặc biệt cho riêng mình thôi. Yeah. Đó thì có design cho mình với quá kỳ công. My god. Nãy ở bên kia mình chưa có giới thiệu là mình có một cái dàn đèn những cái giọt nước. Thì bây giờ mình sang đây một cái dàn cũng như vậy, tức là hai bên, bên kia bên nhỏ với bên này bên lớn, để có những cái như là những cái giọt nước nó nhỏ xuống. Phòng tắm là phải có giọt nước. Dạ. Đó, thay vì giờ dạ mình có thể tưởng tượng là giọt mưa, giọt nước. Dạ. Hơi phong thủy một chút hả? Hương rất là thích bông cúc. Cho nên là Phương làm cái tranh gọi là tranh mosaic. Hiện tại chưa làm xong cho nên là nó vẫn còn... Ủa, còn gì chưa xong nữa? Còn phải tỉnh chắp chắp lại nữa, nó đã chưa hoàn hảo lắm cho nên là Phương đang muốn chỉnh sửa lại. Thì đặc biệt hơn là đây có một cái bồn tắm bằng đá. Cái này là hoàn toàn cũng là custom made luôn. Phương phải đi vào trong Đà Nẵng ở Ngũ Hành Sơn ấy, là có một người chuyên tạc những cái bức tượng bằng đá. Thì Việt Hương là cái người mà đặt rất là nhiều tượng, mà tượng Phật để tặng cho các chùa. Cho nên là bạn là một cái dần dần trở thành một cái người quen. Khi mà Phương muốn làm một cái này thì bạn dẫn ra ngoài cái bãi đá để đi chọn đá. Là mình vào gọi là một cái cánh đồng mà toàn các loại đá. Cái khối đá nó có lẽ là to bằng cái căn phòng này luôn. Dạ, cái này là chắc mấy trăm tấn á. Trời ơi, oh my god. Mấy trăm tấn thì không ấy, nhưng mà nó là mấy tấn. Nguyên cả cái khối một đó là cái cả khối đá. Một cái khối đá rồi mình đục đẽo làm một cái bồn. Họ cắt ra xong là mình họ đục là làm cái bồn này. Và cả hai cái lavabo lúc nãy. Cái này tại vì là mình tính từ đầu là định làm da cá sấu dưới kia, là lên trên này da cá sấu luôn. Cho là khi là họ khắc lên đây thành hình những cái da cá sấu luôn. Cái phần da cá sấu luôn. Đó, rồi cả trong này. Anh ơi, cái này là tay hết hả? Tất cả làm tay hết. Họ làm tay, họ đục bằng tay, rồi họ có máy cắt để tạo ra những cái chi tiết này. Nhưng mà những cái này phải làm tay mới được. Tại vì nếu mà làm máy ấy, là nó sẽ thành những đường thẳng thì họ làm được. Chứ còn máy đâu có làm được những hình thù khác nhau này đâu. Cho nên cái này hoàn toàn làm thủ công. Tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam. Lại cũng là cái mà có lẽ là độc nhất vô nhị. Đá thì cũng có nhiều, nhưng mà để ra được cái hình vân này thì có lẽ là có một mình thôi. Trong này cũng là một cái rất là đặc biệt, là Phương không phải làm là bên trong nó là trơn không. Đó, Phương làm là Phương vẽ ra cái thiết kế này luôn, là khi mình ngồi vào đây này, mình ngồi vào không bị trơn trượt này. Đó, không bị trơn trượt là thứ nhất. Thứ hai là có chỗ tì tay này, nó rất là thoải mái. Mình ngồi xuống như này. Chứ còn nếu mà mình ngồi vào cái bồn đá mà cái kích thước lớn như thế này, hình như đâu là gần 2 mét ấy, mét 9 thì phải. Thì nó sẽ, cái người mình sẽ trượt sang bên kia, một người bên kia trượt sang bên này.
Thế cho nên làm ngay cả cái này cũng là đục đẽo theo cái ý của mình. À còn bên này nữa. Giọt nước kia anh. Tức là cái giọt nước này mình cũng lại đưa nó xuống đây. Nó hoàn toàn là mình đi theo một cái chủ đề với nhau. Tất cả là custom made mà. Cho nên là làm theo những cái hình giọt nước là mình làm cái giọt nước luôn. Bàn này, cái này nó là cái rát, cái gold leaf ấy Tâm. Mình gọi là gold leaf là cái gì? Cái lá vàng. Lá vàng. À, đây cái lá vàng. Thì đây nó cái này là cái gold leaf luôn này. Đó, nó tạo ra. Ủa đây này nè, gold leaf. Ai, wait, gold leaf là cái này bằng gì? Bằng vàng luôn hả? Gold leaf. Gold leaf đúng rồi. Cái lá bằng vàng ấy. Vàng thiệt. Gold leaf thì nó là vàng thiệt. Nhưng mà nó không phải là vàng tấm bằng đá đâu. Quét lên ngoài giống như sơn ngoài thôi. Nói gì đi nữa, tôi chỉ mình có quyền ước mơ mà, cuộc sống đúng không? Okay. Cảm ơn anh. Dạ em tới đây rồi em về em sẽ ước mơ, em sẽ đi ngủ sớm mỗi ngày. Tuyệt vời. Là cái cửa này là em... Cửa này thì mình sẽ đi sang cái closet. Đó, mình đi qua cửa đây. Đây, xin mời Tâm vào đây. Đó. À đó. Nó Tâm thấy là mình vào mình đèn nó sẽ tự sáng. Bên này là quần áo. Quần áo của Việt Hương ở đây. Rồi là một số giỏ sách thì nằm ở đây. Đây là quần áo ngày thường thì là ở để đây. Còn chỗ một cái chỗ trang phục riêng cho cái đồ diễn thì để riêng. Đây là đồ thường để mình bận đi tiệc tùng, đi ở nhà bận hàng ngày. Đó. Đây những cái tủ quần áo này. Rồi bên này có một cái khu vực này để mình để tranh gia đình. Em có thấy nhớ tấm hình này. Lúc đó là trong cái mùa dịch thì hai vợ chồng đi làm từ thiện. Nó là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt cho nên là vợ chồng muốn đặt ở đây để mình sẽ nhớ về những cái ngày tháng khó khăn như vậy. Rồi là cái chỗ mà để mình để nước hoa. Mình không phải là người chơi nước hoa nhiều nhưng mà tại vì mình sản xuất ra nước hoa cho nên là mình có một số những cái nước hoa đặc biệt của mình. Cái này anh mốt gắn thêm cái đầu quầy Tâm ở đây nữa. Cái này fan làm cho này. Fan ơi fan, trời ơi làm ơn mai mốt làm cái gì. Dạ nhớ chừa cho em một cái ô xíu xíu không, để cái mặt thôi, thấy cái khung hình này, thấy cái miệng cũng được, người ta đón được tôi rồi. Phương thực ra là Phương không có thường hay làm những cái này. Là tại vì fan đã làm rất là nhiều rồi cho nên là mình bảo thôi, mình sử dụng những cái này. Là cái này anh làm. Không, cái này là cũng là được tặng luôn. Cũng được tặng luôn. Happy anniversary đây, 15 năm đây. 15 năm. Hoài Phương Việt Hương. Dễ thương quá à. Không, thật sự là phải cảm ơn những người fan. Người ta lúc nào cũng theo dõi một cái người nghệ sĩ và họ làm những cái món quà kỷ niệm. Rất là dễ thương. Chẳng hạn như một bức ảnh này, Hương chắc là đăng trên Facebook, chụp cùng với cả con bánh bèo nhà Phương. Thì nó làm tặng cho. Rất là quý. Nó rất là một cái nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nó ý nghĩa lớn. Dạ. Rất là cảm ơn. Nhân đây là cảm ơn tất cả các bạn fan của Việt Hương và Hoài Phương đã tặng cho Hương rất là nhiều những cái món quà kỷ niệm này. Chắc là các bạn xem các bạn sẽ thấy là mình cũng trân quý cái tình cảm của các bạn rất là nhiều. Thay mặt Việt Hương cảm ơn các bạn. Tiếp theo thì Phương muốn giới thiệu với cả Tâm. Thì là ở dưới kia Tâm đã thấy có cái lông chim. Dạ. Mà lông chim thì nó phải có con chim. Mà con chim nó đi từ đâu? Nó phải đi từ một cái tổ chim. Là con người chúng ta phải có cội, có nguồn đó quý vị. Đây cũng là những cái hạt pha lê lấp lánh. Đó, pha lê, nhưng mà đây có pha lê đen và pha lê trắng luôn. Nhìn rối rắm thế này thôi nhưng mà làm thấy rất là kỳ công. Dạ, cái tổ chim này nó phải như vậy, nó phải văng mù mịt giống vậy. Dạ, tại vì... Làm rất là kỳ công, các bạn ấy làm mà mình thấy các bạn hàng bao nhiêu ngày mới để đặt vào để tạo ra được một cái hình như thế này. Nói chung là anh chị thích cái gì nó cũng phải có cái ý nghĩa, nó cũng phải có cái sự meaning và sâu sắc ở trong đó. Và em đã hiểu anh chị. Cái tiêu chí của Phương làm căn nhà này ấy là thế này: tiện nghi, đẹp theo kiểu hiện đại nhưng mà độc đáo và đặc biệt. Đó, để mình không có bị lấy một cái ý tưởng nào của người khác hay là một cái gì nó cũng thường mà nó có cái ý nghĩa nào chút. Còn đây là bên này thì là cái tủ giày của Phương. Ngăn bên này là đồ của Phương, ngăn bên kia là của Việt Hương. Cái nhà ta nói là nó có 4 tầng lầu và nó có biết bao nhiêu phòng nhà, nhưng mà ảnh chỉ có cái gì thôi. Có như vậy thôi đó. Chứ mấy đồ dài. Vậy có mấy đồ dài vậy thôi. Cái này đếm được nha, dài còn không đếm được nha đó. Dạ, không có... nhiều, không nhiều Hoài Tâm đâu. Hoài Tâm là cần 4-5 cái tủ như này chưa hết. Để hiểu được anh ấy. Dạ, anh ấy chỉ có cái không gian nhỏ nhỏ vậy thôi. Dạ. Không, đàn ông là chỉ cần phong độ. Anh đã có như vậy hết rồi.
chồng anh nói thiệt luôn á, hai vợ chồng anh ở cái phòng đó nó quá trời quá đất rồi, em nói thiệt chịu không nổi hả, lên đây lại có một bộ ghế salon nữa hả? Thì để khi mà mình lên trên này mình giải trí, mình ngồi mình hưởng gió. Trời ơi, ngồi đi Tâm, ngồi hưởng gió anh ơi. Rồi mấy cái này là anh làm hay là sao? Thì mình cũng đặt để yêu cầu họ làm theo cái ý của mình. My God, anh có biết là cái lá này ở bên Mỹ cái nó gọi là variegated, nó mắc tiền lắm không anh Phương? Cái lá này nó có rất là nhiều loại, và thật sự ra có những loại là nó lên tới 8.000 đô, 10.000 đô cho một cụm này thôi. Vậy à? Yes. Không biết cái này của mình mà anh chắc chắn là không đến cái giá đấy rồi. Mấy người giàu có người ta không có nói đến tiền bạc, người ta chỉ I like this, I want this, I need this. Tôi thích cái này, tôi muốn cái này, và tôi lấy cái này, và chứ còn giá cả nó không còn là vấn đề nữa. Ủa, anh, ở đây có cây bơ nữa hả? Ừ, đây có trồng cây bơ. Oh my god. Tâm có nhớ là hồi Vinh bạn mình á, dạ, cho cái trái bơ rất là ngon, thế là Phương mới giữ lại cái hột. Thế là cây bơ đó, à cái hột đó mình mới mang về đây lúc mà hai bố con đi về trong cái đợt dịch ấy, hai bố con mang về là mang về có một cái trái bơ mà nó mọc lên được cái mầm có hai cái lá và mang về đây trồng xuống đây, nó là cái kỷ niệm. You kidding me? Trồng để lên được cái cây bơ này đây. Là anh đem anh đem với Elisa đem cái hột về đây trồng cái trái bơ nó lên vậy đó. Oh my god. Nó về đây lúc mà mình ở nhà bên kia không có chỗ trồng ấy, cho nên là nó chỉ là nó hơi yếu, nhưng mà mang về đây được cái là đất nó rộng hơn. Bây giờ trồng lên đây mình làm cái kỷ niệm. Mà quý vị một cây bơ là nó lên bự lắm đó. Thì đúng rồi. Mai mốt nó thì không biết là nó chỗ này có đủ để cho nó lên bự hay không, nhưng mà nó là cái kỷ niệm của hai bố con về, cho nên là nó có ra trái hay ra lá hay là cái gì thì mình cũng không cần biết. Không biết, bây giờ em thấy nó bự như vậy em thấy nó đã quá rồi. Trời ơi, từ một cái trái bơ của Vinh mà bây giờ nó oh my god. Cái cây này thì em biết, dạ mấy cái cây này thì em biết. Ôi, có vụ cái này nữa hả? Oh my god, anh Phương ơi, anh trồng luôn mấy cái rau này luôn hả? Tại vì là Phương với Hương là thực dụng lắm, tổ thiết kế họ thiết kế chỗ này để trồng hoa, mình bảo là thôi trồng mấy cái rau, mình thích rau xanh, mình thích ăn, cho nên mấy cái rau này rất là thơm, mình tự trồng nhà mình ăn nhưng thấy nó thơm hơn. Cái này nó gọi là very organic á, là coi như là trồng mà coi okay, như là hoàn very toàn organic là cái gì á, cái gì thiên nhiên à? Tự nhiên hay thiên nhiên? Nó là tự nhiên. Tự nhiên, dạ, trồng là coi như không có thuốc, hóa chất, không hóa chất gì hết cả. Mà một thơm cái, lắm. Một cái điều nữa mà quý vị biết không, anh Hoài Phương á, ở Mỹ, người Mỹ ta gọi là cái người mà có green thumb á, là cái người mà trồng cây hay là trồng hoa quả gì đó đều kiểu như cái cây chết rồi đưa ông trồng cũng lên. Nó rất là gọn, có người Mỹ nó gọi là green thumb. Thì anh Phương anh có cái điều đó. Nhà ở bên Mỹ của mình đó là anh Phương trồng cây ổi nè. Trời ơi, cái ổi mà quý vị cái ổi là nổi tiếng trong nổi cái vùng tiếng nguyên một cái vùng của Lido Sài Gòn. Là cái trái nào trái đấy thì nó trời cái mất trí nhớ luôn, nó bự thù lù vậy nè, nó mà đặc biệt là rất là ngon, rất không là có hạt luôn. Giòn. Xả là cái gì, gà xả ớt đó, mùi xả ớt, quý vị có tưởng tượng là cái mùa dịch đó là xả nó lên, từ hồi xưa nó bán 5 đồng một thùng, thì cái mùa dịch nó bán tới gần 100 đô một thùng. Dạ, em không hề tốn tiền, nhà không hề tốn tiền, em phóng qua nhà anh Phương, em lấy về cho 4-5 thùng mà em xài hoài không hết luôn. Làm cứ mang ra quán Hương làm liền luôn, mang xả tươi trong vườn luôn. Anh Phương là một cái người nó gọi là rất green thumb, có cái tay trồng cây ăn trái, trồng cái gì cũng lên hết, quá tuyệt vời luôn. Anh một cái không gian như vậy, em nghĩ là khi mà tối mình đi làm về nhà rồi cái mình mệt mỏi mình có thể lên đây uống trà đồ. Đúng rồi Tâm, lên đây uống trà, ngồi đây sảng khoái, mình hưởng cái khí trời, lên đây mình gần sông ấy Tâm, cho nên là nó thoáng mát mà đã lắm. Đây được cái một cái là mình ngay đường bay, nhưng mà thỉnh thoảng mình nhìn lên máy bay, nhiều khi Tâm bay về là Phương đứng dưới này nhìn thấy đó. Không phải sợ, tại vì mình có thể đoán được cái chuyến máy bay. Dạ, mình đoán được cái mình, chuyến mình đoán được giờ bay, đoán là, được biết giờ là, bay là biết là chính xác là giờ đó. Em chỉ có thấy hơi thắc mắc điều là kiểu như là ở Việt Nam thì nó mưa nhiều mà cái kiểu này giống như mình ngồi ở đây, dạ, mưa thì nó ướt hết sao anh ạ? Thì mình đâu có ngại gì, thì mình bấm mình đóng lại thôi. Ồ cái này nó nó mở ra đóng vô được luôn. Cái này thì mình mở ra mình đóng vô luôn. Quý vị biết không, một cái điều nữa đó mà nãy giờ quý vị có để ý không? Ở trong nhà của bé Việt Hương với anh Hoài Phương á, rất là nhiều high tech. Tất cả là smart lock, rồi kiểu như là tất cả mọi thứ là đều là phải phải dùng bằng phone để control đồ này nọ. Thì
ở nhà ai làm đó, anh Phương làm? Phương làm tất cả, tại vì là Phương thích về mấy cái tay máy tò mò tỉ mỉ này. Cho nên là mình làm ra tự mình theo đúng cái ý của mình, chẳng hạn mình muốn cái đèn này ở đây, đặt đèn ở chỗ kia, rồi là mình làm cái này mình bật theo giọng nói của mình. Mình gọi thì mình sai khiến đó, dễ dàng. Dạ thưa quý vị, sau lưng một người đàn bà thành công là một người đàn ông cực kỳ công nghệ. Kỳ công nghệ. Tưởng nói là người đàn ông ở không sợ. Dạ không, anh không có ở không, anh có Sugar Town, anh có Hương Thị, anh có karaoke, anh có âm nhạc, anh có bất động sản, anh có nhiều thứ quá, anh không có ở không. Dạ, nhưng mà em nghĩ là anh quá bận rộn vậy, nhưng mà thanks technology, công nghệ, anh set up những cái thứ này nó cũng help đỡ mình rất là nhiều thứ anh ạ. Đúng rồi. Đúng không? Còn một cái bất ngờ nữa đây. Gì vậy? Đây. Chào cái xinh cái đẹp đi. Hả? Cái gì vậy? Cái này quá luôn anh. Robot, oh my god. What? Trời ơi. Gì đây anh? Đây là con robot, mình cho nó giao đồ á. Dạ. Tại vì sợ tâm nóng, từ nãy giờ nóng là bảo mang một ít trái cây lên để ăn cho nó ngọt giọng. Này hơi lố. Cái này hơi lố. Trời ơi, cái, anh để cho nó đi này, xuống em xuống mà mang và cười. Thật sự nãy giờ mình đi bộ lên trên này rồi, mà mình còn đi tiếp. Tại vì chưa xong mà trời còn đang nóng mà, cho nên là làm một ít cái trái gì, cây. Chữ HP là gì? HP đây là chữ này là... Hạnh phúc hả? Hương, Phương. Và đồng thời có thấy một, có một chữ E nhỏ nhỏ đó. Hương, Phương. Và chữ E nhỏ nhỏ đây này quý vị ơi. Dạ, em biết là anh Phương là everything happy, là HP là và Hương Phương. Mà đặc biệt thì các bạn cũng có thể thấy đây là Hương ấy thì là có cái mặt cười, còn Phương là có cái nốt nhạc. Đó. Thì Phương thiết kế cái logo này cho gia đình đây, còn Elisa nhỏ nhỏ ở giữa. Dạ, có logo của gia đình nữa nha. Bây giờ cái con robot này anh setup nó chạy vòng từ trên nhà xuống dưới đất luôn. Con robot này là nó được cái là nó đi theo cầu thang của mình được. Mình set nó đi lên tầng nào, đi lên tầng đó. Không, anh phải nói là thang máy anh. Dạ, à, tức là thang máy nó nhỉ? Dạ. Chứ nó thang thường sao nó đi. Phương có nhấn ở trên điện thoại nó đưa đồ lên. Thì nó đưa lên. Nhưng mà tất nhiên là robot này thì nó chạy như thế, nhưng mà vẫn phải có robot cơm để cho đồ ăn vào. Dạ, vẫn phải có người đút vô. Không, thực ra là thế này này. Tại sao mình có cái này, nó tiện một cái này này. Nhiều khi buổi chiều, buổi tối hoặc là mình đang ở trong phòng của mình á, ăn mặc đồ nó xoàng xĩnh, mình không muốn là gặp phải nhân viên, người ta phải gặp mình cũng không muốn gặp họ. Thì cho nên là họ chỉ cần lấy chuẩn bị cho mình, để sẵn đồ ăn vào đây, mà lấy tài liệu cho mình để vào đây, đưa lên phòng thôi. Thì là mình bấm nút là nó đưa lên thôi. Còn robot này nó đâu có nói được đâu đúng không anh? Nó nói được. Đây để Phương cho nó nói, nó cho chào Tâm đợi một chút này. Chào cái xinh cái đẹp lên, quá trời đất, quê nhà nè. Nó chào em đó quý vị, trai xinh nó chào em đó quý vị. Mà giọng ai biết rồi đúng không? Dạ, dạ nghe cái giọng đặc trưng, đặc sản miền Tây. Để anh làm sao anh kêu nó chào? Mình đi qua đi tới mặt nó là nó chào. À, nhưng mình để ở trước cửa nhà vậy là đi ngang qua nó chào mình. Chào, chào trai xinh cái đẹp đi, quá trời đất. À. À. Để trước cửa vậy đó, rồi cái đầu quăng cái là dạ, rồi ta nhào vô hết trong nhà. Trai xinh cái đẹp được, khủng khiếp quá. Rồi, bà sao quá bà. Rồi, cho nó đi về. À, rồi mình set up, nó chạy lại về ở dưới lầu. Anh quá là high tech rồi anh Vương ơi. Dạ. Anh quá là kiểu khoa học kỹ thuật quá luôn rồi. Không, trong nhà anh bây giờ là em thấy đầy đủ hết luôn rồi đó anh Phương. Tới lầu 4 này em thấy đầy đủ, chỉ còn thiếu có một cái hồ bơi nữa, là nó đúng y chang nghĩa luôn. Seven Star Resort. Có hồ bơi luôn. Giờ có nguyên một cái hồ bơi đây luôn, cái Infinity Pool luôn. Trời ơi. My God, em tưởng đâu mình ở gần sông Sài Gòn rồi, mình muốn tắm thì mình phóng xuống đó mình tắm đi. Trời ơi, anh xây luôn cái hồ bơi ở trên sân thượng luôn. Cái này là giống như là 7 star luôn rồi đó anh. Đó. Mấy phút là không chưa mình bay rồi mà. Không, vậy là anh cũng còn hên đó. Tại vì thật sự ra nếu mà anh ở phi trường Los Angeles đó, là coi như là 45 giây là một chuyến máy bay nó bay qua 45 giây. Nãy giờ em đoán nãy giờ sáng giờ em nghĩ là chắc cũng cỡ
4 năm phút một chuyến nha. Đó, trời ơi, đây là cái chỗ mà để mình buổi chiều tối mình lên đây mình thư giãn, ngắm cảnh đây, tại vì mình rất là thích cái cảnh ở sông ở đây này. Cái này cái không khí ở đây nó rất là thoáng mát. Em nghĩ là mùa hè anh có thể cho em qua đây mà làm mùa hè gực gỡ được không? Được. Mở bikini, mở này để nhạc rồi nhảy rồi không thiệt vui lắm, rồi DJ đồ để rồi mà bận bikini rồi lên đây nhảy nhót đồ này nọ chứ. Tại vì ở đây mình ra nhìn sông Sài Gòn nè Tâm. Mình có thể nhìn thấy ngay cái tòa Landmark 81 bên kia. Bicycle. Từ đó ra đến đây nếu mà mình đi cano là mất có khoảng độ 5 phút thôi. Còn đi xe là cũng khá dài đấy. Nhưng mà vậy mai mốt mình có du thuyền đồ này nọ, yacht đồ mình đậu ở đây không? Có, ngay ở đằng kia thì là mình có một cái bến du thuyền họ mới hoàn thành xong. Thì sau này là chắc có thể đậu cano hay là du thuyền ở đó thì mình có thể đi bằng đường thủy rất là hay. Wow, ở trên mình đang on top of everything. Và không khí nó rất tuyệt vời nha quý vị. Hít thở sâu vô và thở ra, con người rất nhẹ nhàng. Và không, ở trên đây đồ này nọ mình có cái cảm giác làm nhạc đồ nó sẽ phê lắm. Anh còn hòa âm phối khí đồ ở đây không? Cũng thỉnh thoảng mình có cái ý tưởng gì mình cũng vẫn làm. Hay nhỉ. Lên trên đây đồ này nọ và mình rất là thoải mái rồi. Bọn mình chọn cái nhà này là bởi vì nó có cái không khí rất là thoáng mát ở bên cạnh sông, cái không khí nó gần như nó được lọc đó. Mình nhìn ở trên xuống thì nó thấy mặt trời này, gió thổi này. Ở đây mình nhìn ra đây là một cái công viên, mọi người tới chơi buổi tối cũng rất là đẹp. Trông nó để lên đèn ấy thì mình sẽ thấy được cái ánh sáng của nó rất là đẹp. Mọi người sáng ra tập thể dục, buổi chiều chạy ở đây cũng là cái chỗ để mình có thể đi tập thể dục rất là tốt. Ủa anh, cái chỗ mà nước á, cái chỗ nước mà bắn là ở đâu? À, cái đấy là nó nằm ở phía bên góc bên kia, đấy là công viên nước, đấy nó gọi là nhạc nước. Nhạc nước, giống như bên Las Vegas, ngay chỗ Bellagio. Đúng rồi. Trời, ở đây em thấy cũng gì đó, em thấy security đồ chạy vòng bảo vệ ha, bảo vệ chạy vòng cũng rất là... Cái khu này được cái là mình ở đây rất là an toàn. Bảo vệ độ an ninh là lúc nào cũng thấy đi qua đi lại tuần liên tục, cho nên mình ở đây mình thấy an tâm lắm. Anh Phương à, em hỏi thiệt anh này nha. Đến ngay tại giờ phút này, một con người, anh là người, em biết là anh là người đồng sáng lập ra Hương Thị với Hương. Thì bây giờ công việc nè, Hương Thị nè, âm nhạc nè, nghệ thuật của anh nè, rồi thêm business của anh nữa, anh cũng có business riêng của anh nữa. Rồi làm sao, rồi gia đình, rồi sao anh quân bình hết tất cả mọi thứ. Khi mà Phương về Việt Nam thì đó là một cái sự thay đổi. Và nó cũng là một cái đánh đổi. Mình trước đây ở bên Mỹ thì mình tập trung vào mình làm âm nhạc không thôi. Mình toàn tâm toàn ý vào đó. Mình vừa làm phòng tu, studio, làm hòa âm phối khí, vừa đi diễn, vừa đi hát, vừa dạy học trò. Nhưng mà từ khi mình về Việt Nam ấy, thì đúng là cái mảng nghệ thuật nó cũng... Phương đúng là cũng chưa có đẩy mạnh. Thì Tâm cũng biết Hương là một cái người rất là tham công tức việc mà bây giờ thì Hương tập trung thêm nữa vào những cái mảng kinh doanh, cho nên là mình về đây một trong những cái lý do để Phương về đây là để Phương hỗ trợ cho Việt Hương cái phần đó. Tại vì trước đây là Hương vừa đi show vừa bay đi bay về mà lại vừa kinh doanh nữa, thì mình ở bên kia mình chỉ hỗ trợ được một ít thôi. Tất cả là hỗ trợ thì chỉ qua điện thoại, mình nhắn tin qua, làm việc với cả nhân viên, công ty, rồi đối tác. Nhưng mà về đến đây thì mình làm những cái việc đó, trong khi chẳng hạn như là ví dụ ngay lúc này Việt Hương đi tập kịch hay là đi quay hình, thì mình có thể mình ở nhà, mình làm việc với cả đối tác, mình làm việc với cả nhân viên, mình lên chương trình kinh doanh. Tại vì bên cạnh Hương Thị này thì mình còn có Sugar Town nữa. Đó là một cái mảng mới mà mình mới làm thêm sau này. Cho nên là bây giờ mình cũng muốn là làm sao mình ra mới, nhưng mà phải làm sao thật là tốt để cho khách hàng tin tưởng vào mình. Em không biết nha, nhưng mà em cho biết là Sugar Town là đã bay qua tới Cali rồi đó. Yes, và rất là nhiều người rất là excited là tại vì Hương Thị có ở Cali rồi, cho nên là mọi người cứ hỏi em là chừng nào mới có Sugar Town. Thì em nói chứ em không mong như vậy, nhưng mà vấn đề là có người hỏi và bé Hương cũng nói Tâm nghĩ sao để tôi mở Sugar Town bên đó. Thì Việt Hương thì tham công tức việc lắm, mà lúc nào cái đầu óc kinh doanh, cho nên là luôn luôn nghĩ là xem là mình mở thêm được cái gì, mình thở mở thêm được cái gì.
Nhưng mà ngược lại đánh đổi lại thì đúng là Phương về cái mảng nghệ thuật thì Phương cũng bị cái thời gian bớt lại đúng không? Anh bớt lại đúng không? Vì là mình cũng quá bận. Yeah. Đúng là công việc như Tâm vừa nói ấy, thì mình vừa lo Hương Thị, vừa lo Sugar Town, rồi là nhà cửa lo đây. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi là xây cái căn nhà này nó dành quá nhiều cái thời gian để mình tập trung vào đây. Thì mong là cái thời gian bây giờ mình đã gọi là hoàn thành rồi. Thì sẽ có dành thêm những cái thời gian thêm để mình có thể mình lo thêm cho gia đình cũng như cho bản thân. Anh làm việc ở nhà nhiều hơn hay là ở văn phòng nhiều hơn? Phương làm chủ yếu là làm trên máy nhiều, chứ không có làm tại văn phòng nhiều. Tại vì thời bây giờ thì mình ngồi văn phòng mình cũng ngồi máy thôi mà. Thì bây giờ mình ngồi trong nhà mình cũng có văn phòng, mình cũng có máy rồi thì mình làm việc. Thì mình điều động mọi thứ và trên máy nhiều. Không, cái đó nó mệt hơn nhiều nha. Thì bởi vậy cho quý vị biết, dạ, làm bằng cái đầu, làm cái đầu. Người ta làm 8 tiếng thôi, yeah. Rồi là người ta đóng máy lại, 5 giờ đóng máy lại, đi xe về là xong rồi đấy. Còn bây giờ mình làm việc ở trên máy tại nhà thì cho nên là từ sáng sớm đến tối khuya, đến đêm khuya nhiều khi vẫn còn đang làm việc. Nên là cái đó là cái mà vừa có lợi nhưng mà cũng là cái mà mình cũng phải đánh đổi lại nữa. Cái đó tùy theo người. Và có nhiều người thì giống như ồ thôi, làm ở nhà là sướng. Không có nha quý vị, làm ở nhà không bao giờ sướng hết á. Tại vì làm ở nhà sẽ không có chốt được là lúc nào để đứng lên, mà mình không có đóng được cái laptop của mình lại. Ít người nào nói ôi thôi làm ở nhà thôi, khi không ai coi mình hết rồi mình muốn nghỉ lúc nào nghỉ. Em đã từng làm văn phòng nên em cũng hiểu được điều đó. Và một cái người mà workaholic cỡ giống như Hương với anh thì làm biết bao giờ mới đủ, không thêm ai nữa. Hoài Tâm xin cảm ơn công ty Hoàng Trâm Jewelry đã đồng hành cùng với chương trình.